Làm sao vậy? À, đi ra chỗ khác hả? Con trốn đi, con trốn đi. Ủa, làm sao ngủ dậy rồi mà không cho mẹ gặp? Hả? Ủa, cái mũi bị gì vậy? Rồi tối ngủ là cái móng tay chùi một quèo vào mũi rồi phải không? Rồi để mày cắt móng tay. Trốn hả? Ok, trốn đi. Má mệt quá, ngủ vậy mà trốn với chiếc gì mệt quá. Vậy vậy đi lại ôm mẹ ôm ba đồ đàng hoàng, nói good morning đàng hoàng chứ ai trốn. Trời ơi, con đàn tôi mới lau nhà làm đổ sữa nè, có được không? Ai mà trốn? Sao mà trốn mẹ trốn ba? Trời ơi, đó coi kìa, lại lấy cái bánh ăn liền. Trời ơi, donut á, ba mua con á. Trời, hả? Con để ba ăn đi, còn mẹ cho con cái bánh bự hơn. Mày có cái bánh bự đưa cho ba đi, lại lên. Đưa cho ba. Cầm lên đàng hoàng, ai mà bỏ cái dưới đó. Is it a good one? Trời ơi, trời đất ơi, thôi coi sạch sẽ chưa? Đẹp mặt chưa? Đi rửa tay. Trời ơi, coi đầu tóc kìa. Tối ngủ ngon không? Dạ. Hả? Dạ hả? Nè, con nhìn cái mũi con bị gì nè. Thấy chưa? Cái móng tay hả? Bị chảy máu hả? Bị chảy máu mà tối này con làm con lấy móng tay của con cào lên phải không? Thì chút nữa mày đi cắt móng tay cho chay nha. Không. Sao ạ? Sao không? Đây nè, con móng tay dài quá trời dài rồi kìa. Con móng tay kìa. Trời ơi, cái đầu sơ sắc mướp thì cái đầu gì mà sơ sắc mướp thì. Đó, nó nói mẹ ơi, mở lên cho cô chú coi phải không? Coi cái gì? Coi mặt chay bị dính tùm lum á hả? Sao chị ăn mà chị để dính tùm lum tùm la vậy? Ăn xong là mình vô mình rửa tay, rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ rồi kia cho sạch sẽ, bắt đầu một ngày mới nha. Không. Nói gì thì cũng không. Con gái lứa gì, con gái gì mà nói gì cũng không. Con đưa mặt không ở đây. Con thương quá cái mặt này thôi á. For the first time in forever, what I'm dreaming of. You like that song too? Because I'm your favorite. No? Oh, it's okay. Elsa's my favorite too. Well, Anna's my favorite. Oh, thank you. Oh, Elsa, your hands are so cool. Oh, are you excited? I am a little bit excited. I love getting all the little snowflakes. Curling. Would you like to get a portrait today? Can you show me your teeth? Like this? And say freeze. 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 Oh, that was a beautiful smile. That was lovely. I like it very much. Those are very cute. They remind me of Minnie Mouse. Are they Minnie Mouse shoes? Do you know where friends with Minnie? And these are very passionate. She helped me pick up the letters for today. It's up to you. What do you want? What is your name? Cash or Fred? Say, I'm Jade. Jade, it's so nice to meet you. What a beautiful name. Jade is the color of stone, too, isn't it? Yes, I believe it's green. Just like our cousin Rapunzel's eyes. You're right! Did you know Rapunzel was our cousin? Is our cousin. Yes. Did you know that? Do you know who Rapunzel is? Would you like us to tell her you said hello? I think she'd love that. I think so. Maybe she could paint you something. Yeah. See, you already
already have clip from Elsa's Magic. It could be a painting from Rapunzel. That would be so much fun. Oh, a very magical. Should we ask first, though? Sure. I think that's a good idea. I'm going to see if we can get you a magical throne this time. Is that something fun? Not for really. Oh, good. That's a very magical one over there, but I don't know if we can give you something. Oh, I'm sure. Can I see you spin around here? How about with you, Rose? How much else? Two, three. Wow. Can you do that? Can you do that? See you spin. My God. Let's do it together. One, two, three. Did you spin too? Can I spin you around? Oh my God, it's so funny. Yeah, she's like starstruck. Ready? Spin out in a circle. You spin this circle. There you go. Beautiful. Oh, wow. Do you want to go again? Aye. Okay, ready? Ooh. Oh, magical. Goodness. You guys want to do a picture? Yeah. Yeah, this is a picture. Should we use a stool for her, or do you think? Yeah, we can do that. We got a nice stool right here. JD, let's take a picture. Take a nice one, okay? Mm-hmm. You want to see you smile? The princess smile? Oh, beautiful. Wow. Can you stand on this? There you go. Oh, she's an excellent climber. She can make it up the North Mountains easily. There we go. JD, look. Look up here. All right, everybody smile. Smile, JD. Smile. JD, look at mommy. Smile. JD, smile. Smile. Cheese. Say freeze. Say freeze. Say cheese. Freeze. Say cheese. Freeze. Oh, freeze. Jay. Hello. Yoo-hoo. You like this? Not bad. We could do better? Yeah, please. Okay. Thank you. JD, can you look at him, please? Smile. Yeah, good job. Smile. JD? Smile. Smile. Are you tickling? Can we tickle you? JD, look. Smile. Chee. Freeze. Whatever. Did I get you in the eyes? Okay, I think that should be good. All right, which one is your favorite? That's a good smile. Right? Yeah, this is a good one right here. You like this one? Yeah. Okay. Perfect. All right, I'll be right back. Thank you. Oh, chụp hình xong rồi đó. Did you know you were going to come and meet us today? Is that why you got all dressed up and looked so beautiful and sparkly? We have matching sparkles. We should get you some sparkles. My eyes are sparkling. Your eyes are sparkling. Oh, and your ears are sparkling. Do you like my ears? Cái đó giống như nói chuyện giống như diễn được cho nó coi y như là trong truyện thiệt luôn. Quá ngại ngùng mà nắm tay con ta mới không bỏ ra nữa. Works good. Mm-hmm. Oh, you're very brave, princess. Oh, yeah. Nice car. Perfect. Now, yeah, now we can spin. Oh, nice. Oh, wow. Go ahead. Can you spin? Ready? Okay, let's spin. Kêu người ta kêu quay vòng tròn á.
Again? Oh my goodness. Yay! Good job, baby. Trùng đó, trùng buổi sớm mà bây giờ là nói không dám nói luôn. 2.5 Almost 3. Well, let's practice holding up. Okay, hold on one finger. Here's this. First there was Elsa. Mm-hmm. And then there was Anna. Mm-hmm. And then there was Olaf. Can you hold up 3? You know what else is 3? Snowman. You hold up one this. That can be the body. And then this can be the chest. And then your face can be the snowman's face. I think you've been practicing your snow powers. I have. Can you try that, James? How about our friends over here? Can you do this? Here's the base. Oh, you want to try? Face like a snowman, and then the middle, and then put your head on there. Very good. So as the snowman. Now you can make just any time when you think of us. It'll be a nice reminder. Oh, there you go. Is your dress fun to play with? Marcy, what's your name? Marcy, I love your skirt. Look, you haven't been matched perfectly. Did you wear it on purpose? To match your top. Oh my goodness, we look exactly alike. Oh, how special. Your hair is so good. So good. Portraits we're going to take. That's how you came to take pictures. Oh, wonderful. Can we practice our princess smiles? Nice to meet you. Oh, that's a beautiful yeah, smile. Bà nói chạy như bơm em xàm ơi. Bye bye. Are you leaving? It was a wonderful meeting. Wonderful. I hope you have a magical day. Okay? I feel a lot of day. Mommy! What? Oh, wow. Oh, wow. Good job, JD. JD, coi tấm hình của con trai chụp nè, cô chú đứng ở chân à. That's a good one. Yeah, this is a good one. Oh, yes. JD, you're gonna get so many likes on Facebook. Yeah. Oh my God, it's gonna go insane. Wow. Yeah, baby, this picture is gonna go insane. Yeah. Like 60k likes. Yeah, JD. Chạy, chạy, chạy. Wow, chị bữa nay chị gặp Elsa nè nè. Bây giờ bước qua tiệm kế bên mình sẽ ăn kem. Wow, that's amazing. Đúng là cái tuổi này á, bây giờ nó coi phim hoạt hình, nó coi đồ đồ nhiều, nó mới biết được nhiều nhân vật á, thì nó đi mới vui. Hồi năm ngoái á, lúc mà đi qua bên Cali á, thì á hả, hả đúng không ta? Tới tháng 9 này là đúng 1 năm rồi. Chạy đâu rồi? Đi con đi ăn ice cream. Đi go get some ice cream. You want some ice cream? Đi. Trời ơi, mới trong đó ấy giờ ra đây giang hồ mà phải không? Đi đi. Yeah, chocolate. Maybe I don't want any. Just for JD. Yeah. What? Đi con. Đi giang hồ. Rồi giang hồ bao mùa mưa làm gì vậy trời? Té nha, từ từ nha. Run away. Giờ cái nó biết nhân vật hoạt hình, nó biết người này người. Look at ice cream, đúng rồi. Ice cream. Nó biết nhân vật này, nhân vật kia, tên này, tên kia, đồ này kia, cái nó thích hơn, nó hứng thú hơn. Trời ơi, nó vô nó gặp ta, nó đứng hình luôn. Còn mà năm ngoái mà đi mà Cali á, Út nó tính dẫn đi Disney mà ở bên Cali đó. Thì lúc đó thứ nhất là nó còn, lúc thứ nhất là bị bệnh nè. Đi qua bay qua Cali xong bị bệnh. Rồi thứ hai là hả, nó còn nhỏ quá, nó chưa biết gì đó. Nên là lúc đó mà đi là không, tính ra nếu mà không đi thì cũng ấy. Cũng đúng, tại vì lúc đó nó không biết gì đó. Mà đi Disney đó là đi cả ngày ở trong đó mà nói chung là mệt lắm. Mà nó còn nhỏ quá mấy. Bây giờ nó có sức rồi đồ này kia, nó khoái chơi, khoái bời rồi đi nó mới vui hơn. Mà giờ nó đi Disney đóng cửa.
How was it? How was it? Sao con gặp Elsa à nè, con có nói chuyện gì không? Con có tâm sự không? Hả? Sao không rủ hai bả ngồi xuống tâm sự đồ, hai đứa làm chai bia đồ này kia tâm sự đời tư rồi. À, chụp hình xì xì. Nãy có sao đấy, nãy đâu có cười đâu, nãy mặt đơn như gì bị đặt giờ xì xì. Cái xấu xảo không à. Nó nghe nè, hồi nãy rồi Elsa với Anna tâm sự sao? Ở đó có lạnh lẽo đồ gì không? Mà không, mà hồi nãy Elsa có nói là ở trên núi đó lạnh được không? Hồi nãy con đụng Elsa, con có thấy Elsa lạnh không? Còn Anna, con thấy Anna hỏi đâu rồi, bạn trai Anna nó kêu rồi. Có tâm sự thôi, tính chuyện nào có con có cái. À, tính chuyện nào lập gia đình đồ. Tính có con mấy đứa đồ không? Không hỏi à. Mẹ khùng quá chị. Chưa thấy cái bà mẹ nào mày. Xin lỗi. Ôi trời ơi, cô ba mua gì kìa. Wow. Trời ơi, tốt ơi. Baby, I asked her, did you talk to Elsa and Anna? Did Anna tell you when she gonna have kiss? Cuộc đời còn ai sướng cuộc đời còn ai sướng bằng không? Đi Elsa với Anna xong rồi bây giờ là đi ăn kem.